hội chủ chốt của các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia, Đại học Vùng cùng nhau giao lưu, chia sẻ những mô hình, những cách làm hay cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai phong trào, đặc biệt cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện vì cộng đồng trong sinh viên, một trong những điểm nhấn trong năm 2014, năm thanh niên tình nguyện. Với những ý nghĩa đó, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, sự cho phép của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, hôm nay Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo công tác viên Bí thư Đoàn Đại học Thanh niên. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tuấn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên, trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hà Tấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Cán bộ đoàn, cán bộ hội, sinh viên của các đại học gia và vùng thân mến, thì thay mặt cho lãnh đạo Đà Nẵng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí cán bộ đoàn, cán bộ hội chủ chốt đã về tham dự hội thảo công tác đoàn, công tác hội sinh viên các đại học gia, đại học vùng lần thứ ba tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay. Trong 2012-2013, đoàn trường đã tổ chức thực hiện chương trình chiến dịch mùa hè xanh. Với 136 các bạn đoàn viên sinh viên tham gia, giao cho các chuyên gia đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tình nguyện tùy theo cái đặc thù và cái nhu cầu của các đoàn viên trong bánh hành đoàn liên đoàn của mình. Ví dụ như khoa môi trường thì các bạn các hành liên đoàn khoa môi trường tổ chức các hoạt động như dọn dẹp ví nghĩa trang. Nhất về hoạt động tình nguyện của đoàn hội ở trẻ lãnh để ông già luôn. Tuy nhiên với sự quan tâm của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo nhà trường thì đoàn trường đã thế được tạo mọi nhưng mà lại hữu ích với người khác. Và chúng tôi tham gia cái chương trình này của phòng dương vì bệnh nhi ung thư. Nói rằng là ngày hôm nay thì tôi dự cái cuộc hoạt động chung mà là cụ thể là cái hội thảo nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện của các cái đại học quốc gia và đại học vùng thì tôi cảm cái cảm xúc của cá nhân tôi thì cảm thấy rất là vui. Có lẽ là tôi biết là các bạn có cái hoạt động này, đây cũng là lần thứ ba mình làm chung với nhau. Đây cũng là cái kỳ vọng của nhiều lớp thế hệ cán bộ đoàn hội của Đại học Quốc gia và Đại học Vùng trước đây. Trong đó cả cá nhân tôi khi mà còn làm ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì rất mong được có được những cái hoạt động như thế này để có thể làm sao chia sẻ, làm sao có thể kết nối, làm sao có thể cung cấp thông tin với nhau để trên cơ sở đó chúng ta cũng có thể hỗ trợ nhau. Để cùng kính thưa đồng chí Lê Quốc Phong thì những cái kết luận cũng như những cái kiến nghị của cái cuộc hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi có cái văn bản gửi về ban bí thư trung ương đoàn, ban thanh niên trường học trung ương đoàn thì trên cơ sở những cái văn bản kiến nghị và đề xuất của khối đại học gia vùng thì cũng mong các chỉ có ý kiến chỉ đạo tạo một cái cơ chế đặc biệt cho cái hoạt động của đại học gia vùng trong thời gian sắp đến. Cũng trong các chương trình hoạt động của trung ương đoàn, trung ương hội thì chúng tôi cũng rất mong muốn các chỉ sẽ quan tâm hơn nhiều hơn nữa, tạo nhiều nguồn lực, tạo nhiều điều kiện hơn nữa cho các khối đại học quốc gia đại học vùng. Và với cái nguồn lực của các đại học quốc gia đại học vùng hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng góp sức cùng với cái trung ương đoàn, trung ương hội để chúng ta làm thế nào đấy cái hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên chúng ta thực sự để lại những dấu ấn cực kỳ lớn, cực kỳ thiết thực cho cái sự phát triển chung của đất nước chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Đó là ý kiến đầu tiên tôi đề nghị là chúng ta nên hợp tác ở các trường thành viên trong khối đại học quốc gia đại học có nhiều hoạt động nó rộng hơn. Thứ hai tôi xin đề xuất đó là chúng ta thường xuyên có những hội thảo và cái vấn đề của tôi bản thân tôi rất là quan tâm đó là sản phẩm hội thảo sau khi chúng ta khép lại tại hội trường này là cái gì. Thì nhân dịp hôm nay tại hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và hướng tới cái nội dung đó là nằm trong phong trào thanh niên tình nguyện thì tôi cũng xin mạnh dạn đề xuất đó là các trường trong khối đại học quốc gia đại học vùng nên có những cái hoạt động một năm có thể một hoạt động thì cũng được nhưng mà nó hướng tới một hoạt động mang tính trọng điểm có chiều sâu và để lại một cái giá trị thiết thực thật sự thay vì các trường làm ở các địa phương mình thì chúng ta có thể
gom chung lại, ví dụ năm nay như chủ đề nông thôn mới hay là chủ đề biển đảo, chúng ta hoàn toàn các đảo quốc gia là cùng có thể làm để một cái công trình hay một cái chương trình nó lớn thật sự và nó mang cái giá trị bền vững có thể sử dụng được trong vòng nhiều năm, nhiều thập kỷ. Thì với một cái nguồn lực hoạt động như vậy thì tôi nghĩ hoàn toàn chúng ta có thể có những cái sản phẩm nó có cái quy mô và có cái sức bền thật sự. Và điều thứ ba thì cũng khá là đần độn, tuy nhiên thì tôi cũng mạnh dạn đề xuất đó là khối đảo quốc gia ở vùng chúng ta cũng có nên có một cái danh hiệu cao quý cho chiến sĩ tình nguyện, để khi chúng ta được khoác lên mình cái áo màu xanh và chúng ta là sinh viên, chúng ta là tình nguyện viên của đại học quốc gia ở vùng và tham gia các chiến dịch thì khi nhận được cái danh hiệu cao quý này nó sẽ là một cái sự ghi nhận nó lớn lao và nó vinh dự cho tất cả chiến sĩ tình nguyện. Thì đó là ba cái đề xuất, tôi xin ghép lại ý kiến của mình và kính chúc tất cả quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí tham gia hội thảo mạnh khỏe, hạnh phúc, hạnh sản, và chúc cho hội thảo nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện hôm nay thành công tốt đẹp và chúc cho mối quan hệ hữu hảo giữa các đại học quốc gia, đại học vùng và các trường thành viên luôn luôn bền chặt, và một lần nữa xin cảm ơn. Ở cái đối tác của mình, như vậy thì từ cách mà mình tổ chức, từ cái cách mà mình quan tâm, quan điểm về phong trào của mình trong việc mình đầu tư hoạt động của mình cần phải có dài hạn, chứ không phải là hôm nay ngày mai hoạt động chúng ta đi xin. Ví dụ như vậy chúng ta không có quá trình dài hạn và xây dựng nó thành một cái chúng ta để là gọi là trọng điểm của mình, để mà chúng ta xây dựng cái chương trình để gắn kết và để thuyết phục được nhà tài trợ. Cái thứ hai là các hoạt động của mình chúng ta kết nối thì với doanh nghiệp có thể chúng ta có thể kết nối thường niên hơn, không chỉ là hoạt động tình nguyện này không, mà là đó là gì, nó là thông qua quá trình mà ví dụ như doanh nghiệp mình hỗ trợ trong việc mà đào tạo cái nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp, hay là trong những cái đề tài nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta gắn kết dài hạn những cái đa dạng của hoạt động khác như vậy thì cái việc mà hoạt động tình nguyện ta sẽ có những hoạt động được hỗ trợ luôn tại từ doanh nghiệp và nó sẽ kết nối được, xây dựng được cái chương trình hiệu quả hơn về cái nguồn lực. Và thứ ba nữa là có thể ta vận động từ những cái nguồn cũ sinh viên của chúng ta. Thực ra thì cái nguồn của sinh viên ta phát triển và đạt rất nhiều, thì chúng ta kết hợp xây dựng được thành một cái gọi là ban liên lạc hoặc là câu lạc bộ. Như vậy ta xây dựng được những cái mối quan hệ, như vậy ta sẽ xây dựng sắp đặt lập được cái nguồn lực rất là lớn để mà đầu tư hỗ trợ tình nguyện và đặc biệt là cho học của trường chúng ta. Mặc cho tuổi trẻ của Đại học Thái Nguyên thì có một số cái góp ý tham luận tại đại hội và như thế này. Kính thưa các vị đại biểu, đối với chương trình hội thảo ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là trong phần mở đầu của chương trình chúng ta tham gia thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều đoàn chủ tịch, các thầy giáo, cô giáo, các vị đại biểu đang ngồi đây và tất cả mọi người chúng ta cũng đều mong muốn rằng là sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta đều mong muốn là làm cho công tác đoàn thanh niên và hội sinh viên nhiều hơn. Nhưng tôi xin phép có hai ý kiến phát biểu chính sau đây. Một là với mục tiêu, mục đích, ý nghĩa và nguyện vọng của cái chương trình tổ chức hội thảo này là tất cả chúng ta đều rất là rõ ràng rồi. Nhưng ý thứ hai rất là quan trọng mà mọi người cùng mong muốn đều đưa ra được nó rõ ràng, cụ thể hơn, đó là các giải pháp và cách đạt. Vâng, thì ở đây thì đối tượng của cái chương trình hội thảo chúng ta tập trung chủ yếu liên quan đến công tác đoàn thanh niên, học sinh viên, công tác tình nguyện. Bởi vì bản chất của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và các đồng chí hội viên chính là công tác tình nguyện, thì nên chúng ta tập trung có bốn đối tượng xoay quanh cái nhóm công tác đoàn thanh niên, học sinh viên. Một, tôi rất là quan tâm đó là đảng ủy chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, từ các đơn vị thành viên. Thứ hai là đối tượng về chúng ta đang phải quan tâm đó là người dân, xã hội và các địa phương. Thứ ba là tổ chức đoàn thanh niên hội sinh viên theo hệ thống chúng ta từ các trung ương đoàn, tỉnh đoàn, rồi các đơn vị đoàn, và đặc biệt là đối tượng tiếp theo đó là đối tượng sinh viên, đoàn viên và hội viên. Thì có thể nói rằng là công tác đoàn thanh niên hội sinh viên chúng ta chỉ có thể hoạt động tốt nếu như có sự có ba chữ đồng: một là đồng bộ, hai là đồng hành, và ba là đồng lòng của bốn cái đối tượng mà xoay quanh một cái mục tiêu chính mà chúng ta tham dự cái hội thảo hôm nay. Và ở đây thì giống như một đồng chí đại diện cơ quan tổ chức vừa có vấn đề, thì tôi nghĩ rằng hôm nay thì chúng ta tự giới thiệu về các cái hoạt động và kết quả hoạt động của mình. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là để mà cho cái công tác đoàn thanh niên, hội sinh viên mà có thể triển khai hoạt động tốt thì bốn đối tượng, một như chúng tôi đã nêu lên, thì tất cả chúng ta sẽ đều phải nêu lên là chúng ta
mong muốn có được những việc gì, đặc biệt là các thầy cô giáo, rồi các nhân viên địa phương, rồi xã hội cần những cái gì, sinh viên thì mong muốn làm cái gì, và các đồng chí mà với cái vai trò kết nối từ trung ương hội rồi tỉnh trung ương đoàn trung hội rồi các đơn vị đoàn đại học chúng ta cần có những cái nội dung gì. Thì ở đây với cái vai trò đề xuất như vậy thì cũng rất là mong rằng các đồng chí và viên sinh viên, các đồng chí lãnh đạo và đoàn các cấp, đồng chí đại diện cho lãnh đạo của các đơn vị địa phương, đặc biệt các thầy giáo cô giáo cũng sẽ có các ý kiến chia sẻ với cái mong muốn của nguyện vọng làm sao để chúng ta có những thông tin tốt hơn. Đồng chí phép giới thiệu cái bài thảo luận đầu của ba phần. Phần thứ nhất đó là cái đặc điểm tình hình chung của công tác tình nguyện tại trường đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông. Cái thứ hai là những thuận lợi khó khăn, và cái thứ ba đó là một số kiến nghị với các đại học quốc gia đại học vùng trong hội thảo ngày hôm nay. Thứ nhất là cái đặc điểm tình hình chung thì trường đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông mới thành lập được 13 năm và số lượng sinh viên hiện nay là khoảng 8.000. Tuy nhiên số lượng sinh viên chính quy thực tế chúng tôi đào tạo tại trường thì khoảng 4.000. Tuy nhiên có một cái điều khá là hay đó là cái hoạt động tình nguyện của chúng tôi đã phát triển ngay từ cái ngày đầu, khi đó còn là khoa vận tin của Đại học Thái Nguyên. Sau nhiều năm khi mà hoạt động tình nguyện cũng như các công tác về xung kích phát triển, chúng tôi đã quyết định là thành lập câu lạc bộ tình nguyện tuyên truyền để hợp nhất tất cả các nguồn lực tình nguyện trong nhà trường lại. Và câu lạc bộ này nhận được sự ủng hộ rất lớn của các bạn sinh viên, và toàn bộ hoạt động tình nguyện của đoàn trường đều do câu lạc bộ triển khai. Và cho đến tính đến tháng 1 năm 2014 thì câu lạc bộ tình nguyện và tuyên truyền đã có số lượng thành viên đến khoảng 500 sinh viên, 500 tình nguyện viên, tức là chiếm 1/8 số lượng sinh viên toàn trường. Và đây là một trong những cái điều mà chúng tôi cảm thấy là rất là vui khi mà các bạn sinh viên ủng hộ rất nhiều. Hiện nay thì câu lạc bộ được xây dựng và tổ chức thành nhiều ban, trong đó thì đã đưa ra rất nhiều các hoạt động. Chúng tôi xin phép là một số hoạt động chúng tôi cũng nhắc lại ở đây. Có một số hoạt động khác so với các đơn vị, đó là nhất là cái chương trình tủ sách hiếu học, thì đây cũng là một cái chương trình mà chúng tôi đã triển khai nhiều năm nay và đem các tủ sách cũng như sách về cho các địa phương mà còn khó khăn. Cái thứ hai là chương trình ngày chủ nhật xanh, thì chúng tôi cũng triển khai là ra quân theo các đợt, và cứ đến ngày chủ nhật thì chúng tôi thực hiện tình nguyện tại chỗ dọn dẹp vệ sinh trong toàn bộ khu trường. Chương trình thứ ba là chương trình ve chai nhân đạo. Đây là chương trình mà cũng có một số trường đã triển khai, thì câu lạc bộ cũng đã đi tự nguyện thu gom ve chai và bán, sau đó thì lấy một kinh phí để tổ chức hoạt động. Và đặc biệt đó là một cái chương trình mà tôi nghĩ đã đem lại cái sự giáo dục về ý thức về phẩm về đạo đức cho sinh viên rất là nhiều. Đó là chương trình hỗ trợ các hoạt động của các thầy ở trên chùa. Thì đây là cái hoạt động mà câu lạc bộ đã phối hợp với rất nhiều chùa tại Thái Nguyên. Tôi không rõ là tại các địa phương khác như thế nào, nhưng tại Thái Nguyên thì có rất nhiều chùa và các thầy ở trên chùa thì thường xuyên cần sự hỗ trợ của đông đảo các bạn sinh viên, và câu lạc bộ này thì đã phối hợp với rất nhiều chùa để hỗ trợ các thầy. Đặc biệt là các bạn thì toàn bộ cái việc các bạn thực hiện đều là đi bộ hết, không có đi phương tiện xe máy hay đi xe buýt. Có những cuộc hành trình các bạn hành trình cũng tầm độ khoảng chục cây, hơn chục cây đi bộ, đi và về khoảng gần 20 cây để các bạn lên chùa, sau đó được hỗ trợ thầy đó vào buổi trưa thì được thầy mời ăn cơm chay trên chùa. Thì đây là một cái hoạt động tôi nghĩ rằng là cái tới cái sự giáo dục rất là lớn cho sinh viên. Góp ý mình chia sẻ với lớp quốc học với trung đoàn hoặc là tập thể góp ý để hoàn thiện một số những mô hình cách làm đang được đưa ra, thì xin mời ý kiến rất là đồng chí. Thực tế thì tôi có một số suy nghĩ như này. Hoạt động tình nguyện đấy thì không phải năm nào cũng không phải như sao như thế này. Cái bối cảnh hiện nay và cũng như là các câu chuyện của ngày hôm nay rất là ấn tượng với cái tên của hội thảo ngày hôm nay là nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện. Cái chất lượng ở đây nó như thế nào sáng nay tôi thực sự rất là tâm đắc với ý kiến phát biểu đề dẫn của bí thư trung ương đoàn. Tôi nghĩ là hoạt động tình nguyện không phải chỉ là tạo ra cái tình cảm, làm sao mà làm tình nguyện không phải chỉ là tạo ra tình cảm, mà nó còn phải tạo ra cái lợi ích cho cộng đồng, không phải chỉ đến lúc làm tình nguyện.
mà sáng nay tôi rất ấn tượng, và qua ba cái kỳ hội thảo từ Huế, từ Đại học Quốc gia Hà Nội và bây giờ ở Đà Nẵng, thì các cái mô hình tình nguyện của các đơn vị rất là hay, có nhiều đơn vị rất hay, đặc biệt là Bách Khoa, mô hình của Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với cái gọi là huy động về về tài lực và cái thực hiện được bằng kết quả, hay như là có một số mô hình của các trường như Đại học Công nghệ, rồi Công nghệ Thông tin. Nhưng mà cái mà chúng ta làm là chúng ta phải đi vào chiều sâu, làm thế nào mà khi mà hoạt động tình nguyện rồi cái tiếp tục của cái sản phẩm chúng ta tạo ra nó lại tạo ra sinh lợi tiếp cho cộng đồng, thì cái đấy nó mới là bền vững được. Và nếu mà chỉ gọi là như anh Quốc Phòng sáng nay cũng đặt vấn đề làm xong và ta quay lại thì nó vẫn như thế, thì nó không giải quyết được cái gì. Cũng giống như cái ví dụ mà đồng chí Minh nói về đơn vị là công nghệ thông tin trong Đại học Bách Khoa chẳng hạn, hay là cái ví dụ về cái tham luận về máy tính cũ của đơn vị Đại học Công nghệ Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi thấy là chúng ta làm được như thế rất tốt, và tôi thấy ý nghĩa cực kỳ là nhân văn và rất là sâu sắc đối với cộng đồng. Tuy nhiên bên cạnh việc đó, tại sao chúng ta không làm tiếp một cái nội dung, chúng ta có thể là dạy hướng dẫn những cái người mà được chúng ta sửa chữa cái máy tính, các biết cài là cái máy tính, biết cài là UI, hay là biết thực hiện cái việc đó cho những người khác, chứ không phải chúng ta chỉ làm xong việc đấy và họ cứ cầm cái máy xong họ đi, và cuối cùng họ chỉ biết là có một nhóm chúng tôi như thế thôi. Và tôi nghĩ là để có chiều sâu thì các đơn vị phát huy cái mạnh thêm một chuyên môn của mình thực sự rõ hơn, bên cạnh các hoạt động giàn trải, hoạt động của trung ương, hoạt động của các của đoàn cấp trên, thì cái hoạt động của đơn vị mình làm sao mà nó tới cộng đồng một cách tốt nhất là cái thế mạnh của mình. Làm sao suy nghĩ cái điều này, tôi nghĩ là nếu không giải quyết được vấn đề này thì các khó khăn hiện tại của bối cảnh hiện nay, cùng với cái tâm lý của các đoàn viên sinh viên bên ngoài tổ chức, của các thanh niên nói chung của chúng ta ấy, sẽ nhìn tổ chức đoàn sẽ có một cái cảm giác là nhà. Và một phương án đề rồi đề ra cái giải pháp này, đó là các tổ chức cơ sở đoàn sẽ xây dựng cái cơ chế để có thể các bạn, các câu lạc bộ đội nhóm, các bạn khi các bạn nghiên nhóm về mặt ý tưởng, các bạn sẽ cần một cái địa chỉ để đến liên hệ để trao đổi, thậm chí là định hướng các bạn nên làm điều đó như thế nào. Các bạn sẽ đi thì rất là nhiệt tình, nhưng các bạn sẽ thiếu kinh nghiệm và sẽ không lường trước được khi tổ chức hoạt động đó các bạn sẽ gặp vấn đề gì. Và một trong những vấn đề lớn nhất đó là đòi hỏi về tư cách pháp nhân của các bạn khi đến làm việc với các đơn vị xã hội bên ngoài. Và nếu như tổ chức đoàn hội của chúng ta hỗ trợ các bạn trong chuyện giúp đỡ về mặt nội dung, đứng ra là người bảo lãnh tư cách pháp nhân cho các bạn, thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy rằng đúng đó, tổ chức đoàn hội đang hỗ trợ mình, đang giúp mình phát triển, và hoàn toàn này sẽ do chính mình là tác giả của hoạt động, thì đương nhiên các bạn sẽ thích thú và từ đó sẽ tạo ra nhiều hoạt động hơn. Còn nội dung thứ hai mà tôi đề xuất trong chuyện này đó là các cơ sở đoàn hội cũng sẽ có những cái hoạt động để lấy được ý tưởng, hoạt động tình nguyện ngay từ chính bạn. Các bạn sinh viên có thể là một cái tình nguyện, cuộc thi về tình nguyện idea, hoặc là một cái cuộc thi về thiết kế project tình nguyện, mà ở đó các bạn sinh viên là tác giả của những project đó, của những ý tưởng đó, và sau khi kết thúc cuộc thi thì tổ chức đoàn hội đứng ra hỗ trợ các bạn về mặt ý tưởng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp để chúng ta tìm kiếm những ý tưởng trong thời gian sắp tới. Đấy là một cái cũng chia sẻ của Thủy Trung. Tôi nghĩ rằng là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ và làm thế nào để lôi kéo được các cái câu lạc bộ đội nhóm của chúng ta và với lại tổ chức đoàn và với tổ chức hội một cách chính thống và quản lý các cái hoạt động đó. Nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng thấy nó còn nảy sinh một cái vấn đề nữa mà chính bản thân đại học Thái Nguyên chúng tôi cũng đang gặp khó khăn. Đó là xin báo cáo các đồng chí như là đôi khi các câu lạc bộ đội nhóm tự phát trong sinh viên của chúng ta thì cũng bị các cái vấn đề về chính trị, về các tổ chức xã hội họ lợi dụng như này, và cũng rất mong muốn là ngoài việc chúng ta thì các đồng chí khác cũng có những chia sẻ làm sao để chúng ta học tập. Báo cáo các đồng chí là Đại học Thái Nguyên hiện nay có 36 các câu lạc bộ lớn nhỏ khác nhau, ngoài ra các câu lạc bộ nhóm tự phát thì rất nhiều. Do vậy mà chúng tôi cũng đang hướng tới trong vấn đề làm thế nào để lôi kéo các em. Thì tôi xin trình bày một ý kiến thứ nhất. Qua những cái phong trào đoàn của mình cũng làm cho mấy bạn sinh viên cảm thấy là bị bắt buộc. Cái điều này tôi nhận thấy rồi. Trong khoa của tôi là có một nhóm các em sinh viên tự đóng tiền của em rất là khó khăn, như các em tự đi làm, tự đi dành tiền của em đóng 200.000 mua quần áo, sách vở, đi xin, đi quyên góp, mang lên một cái xã thực hiện cái công tác tình nguyện, tự động các em làm
thì dĩ nhiên cũng có những vấn đề riêng của các em về tai nạn giao thông, về đuối nước này kia thì mình chưa bàn tới, nhưng mà khi tôi đề nghị là buộc các em làm tốt quá, mời các em tham gia công tác đoàn, thế thì các em có hai hướng. Một là dạ thưa thầy, nếu tham gia thì thầy có cho gì của em không? Còn cái thứ hai là dạ thưa thầy, nếu mà em tham gia như đứa thì thôi để tụi em tự tổ chức du thân. Hai ý thì mà. Và tôi thấy rằng rõ ràng cái câu hỏi của mình hình như làm cho mấy em sinh viên cảm giác là bị tham gia tức là bị ràng buộc, bị tham gia tức là bị bắt buộc, trừ những chương trình lớn. Ví dụ như chương trình mà tôi trong cái tham luận của tôi ấy, tôi nói là ví dụ chương trình tình nguyện hè là riêng được bất quan của tôi đã kiếm khoảng 800 thôi, 1.000, nhưng mà tôi lương nó đã còn 1.400 rồi. Thì các em thấy là có những cái chương trình thì các em thật sự cũng tham gia, nhưng mà có những cái chương trình thì các em tách riêng ra. Thế thì chúng ta làm như thế nào? Cái quan điểm của chương trình ý nhất là đoàn tham gia thì hầu như là có vấn đề. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta làm cái công tác đoàn đó, thì chúng ta sẽ không làm, nếu đoàn chúng ta tổ chức đó, thì có thể lớn đó, nhưng mà không có rộng được. Chắc chắn một điều thì mà lớn thì sẽ không rộng, mà nếu chúng ta càng lớn đó, thì cái chuyện mà đánh trống của tổ kè thì càng to, và cái hiệu quả thì càng ít. Địa phương hoàn toàn là một quốc gia không có tầm. Và như vậy đó, thì cái này tôi nghĩ là về tính khả thi nó cao hơn, và cái sự tăng lực điều nhạc đơn vị nó cũng sẽ giảm hơn. Bởi vì là ai được muốn là cái công trình chống đầu tiên của chúng ta là đặt ở địa phương của mình nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang đi ra tất cả các địa phương. Xin hiểu. Thưa đồng chí, thì về cái bằng những hội thảo của sắp trở phần này thì chúng tôi cũng rất vui các anh chị đã về tham dự rất là đông đủ, rất là nhiệt tình, và các anh chị đã phát biểu những cái quan điểm, những cái ý kiến của mình trong hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi rất vui và cái sự có mặt của các đồng chí nó thúc đẩy cho hoạt động của chúng tôi trong thời gian sắp đến. Tuy nhiên thì trong quá trình đón tiếp, trong quá trình chuẩn bị về phía các đồng đảng chúng tôi có những cái gì sơ suất, có cái gì làm các đồng chí không hài lòng thì cũng mong các đồng chí với trung tâm thanh niên, các đồng chí cũng định tình bỏ qua, và các đồng chí cũng có những cái ý kiến phản hồi để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm để cái những cái lần sau thì đón tiếp các đồng chí thì nó chu đáo hơn, nó trọn vẹn hơn, tốt đẹp hơn và không để lại cái gì đáng tiếc. Cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí, và chúng ta sẽ tạm kết thúc cái chương trình hội thảo ở đây, và chúng mời các đồng chí chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta sẽ di chuyển ra sang để chờ phía trước thì chúng ta sẽ dùng bữa cơm trưa. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.